các anh chị là các đại lý, các bạn KOL, KC cũng như là các bạn nghệ sĩ đến tham dự buổi ra mắt sản phẩm ngày hôm nay. Ngay lúc này thì xin mời các anh chị chúng ta có thể cùng nhau tiến về phía thảm đỏ để các chụp hình chơi in cùng với tất cả chương trình ngày hôm nay ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều. Một vài khoảnh khắc đặt vài một câu hỏi với anh chị nhé, xin mời anh chị ạ. Dạ rồi, và ngay lúc này tại thảm đỏ chúng ta cùng chào đón Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2020, Hoa hậu Đoàn Thiên Ngân. Và cũng như là xin mời chị Thu Trang và Tiến Lục chúng ta cùng nhau di chuyển là thảm đỏ để có thể chụp hình lưu niệm ngày hôm nay ạ. Thì chắc là em giữ lại cả anh Luật, chị Trang cũng như là Thiên Ngân để chúng ta có thể phỏng vấn một xíu nhá. Dạ rồi. Dạ, mượn Thiên Ngân. Mượn chị Trang và cả anh Luật luôn ạ. Dạ, thì chắc là câu hỏi đầu tiên thì em hỏi anh Luật trước, ngày hôm nay mình có chạy mô tô chở chị Trang đến đây không ạ? À, không em ơi, anh mặc bộ đồ này mà đi mô tô ok dữ lắm. Dạ rất ạ, và chắc là nhờ chị Viên hỏi Thiên Ngân một vài câu nhé. Vâng ạ, Thiên Ngân ơi, bây giờ khán giả đang đứng xung quanh rất là đông mình ạ. Vẫy tay về chào tất cả các bạn ở đây được không ạ? Dạ, khi mà mình nhận được thư mời từ chị Trang đến tham dự chương trình này thì em thấy chị có comment ở trên Facebook là không gặp không về đúng không? Không, em có nói thôi là có gặp nhưng mà không chịu về. À, dạ rồi. Vậy thì không biết là khi mà chị nhận được thư mời từ chị Trang thì cảm xúc lúc đó như thế nào? Wow, thực sự là cảm xúc em rất là vui bởi vì khi đó là em còn đang ở bên Indonesia để thu với International, nhưng mà khi mà em nghe được rằng là em được chị Trang như là anh Hùng mời tới C13 em cảm thấy rất là hạnh phúc bởi vì có cơ hội được nhìn thấy anh chị lần đầu tiên ở ngoài. Thật ra em rất là thích anh chị. Dạ chị Trang ơi, bây giờ là khi ông nói thích chị rồi thì chắc là giờ chị Trang cũng có đôi lời chia sẻ đến tất cả con bé nó khéo như vậy thì bây giờ biết sao bây giờ đúng không mọi người? Tại vì trong cái bước hành trình của Thiên Ân khi mà thi cái cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới thì Trang có theo dõi rất nhiều và rất là ấn tượng về cái đẹp cũng như là cái cá tính của Thiên Ân trong cái cuộc thi đó. Và ngay cả Thiên Ân ở bên Indo, những cái hoạt động của Ân ở bên đó Trang cũng theo dõi rất là nhiều. Cho nên là vì thích cho nên là mới mời Thiên Ân đến cái buổi sự kiện ngày hôm nay của Trang, vì đây cũng là một
câu hỏi nữa mà em muốn hỏi chị Trang, đó là khi mà chị sáng lập ra sự đoàn Comentic này thì chị có đặt một câu slogan đó là lớn do xem mò. Thì không biết là khi đó chị suy nghĩ như thế nào mà chúng ta có thể suy nghĩ ra được cái câu slogan này cho thương hiệu của mình được. Theo như theo chị thì phụ nữ thì ai cũng mong muốn mình đẹp và ai cũng thích là mình được khen là ôi dạo này xinh quá, dạo này mình đẹp quá. Nhưng mà mọi người không biết là ngày xưa cho em thì người ta nói là ủa sao nhỏ này xấu quá. Mình bị nói rất là nhiều cái vấn đề đó. Cho nên là khi mà bây giờ mình có điều kiện hơn, mình chăm chút vẻ bên ngoài được nhiều hơn thì mình cũng muốn những bạn nữ cũng như là những phụ nữ khác có khả năng và có cái tầm nhìn để mà chăm sóc cái bản thân của mình bên ngoài, để cho bên ngoài của mình tươi nhìn thì mình sẽ tự tin hơn nhiều. Dạ vậy còn Thiên Ngân à, khi mà Thiên Ngân nghe đến câu slogan là lớn do xem mò thì Thiên Ngân cảm thấy như thế nào và có nhiều cái sự đồng cảm trong cái câu nói này của từ chị Thu Trang không? Thực ra thì Ngân rất là thích cái câu lớp do xem mò mà chị Thu Trang đã đặt trong cho cái flower scene của chị 13 Cosmetics của chị. Bởi vì thật ra thì khi mà chúng ta yêu bản thân của chúng ta thì bất kể chúng ta làm cái gì chúng ta cũng cảm thấy rằng chúng ta tự tin, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta thoải mái với nó. Và khi chúng ta yêu bản thân của mình thì chúng ta nhìn bất cứ điều gì chúng ta cũng sẽ thấy đẹp cả. Và khi mà Ân nghe cái câu này cũng là cái sự truyền cảm hứng mà bản thân Ân cũng đã mang đến Instagram Việt Nam cũng như Instagram quốc tế, rằng chúng ta hãy thực sự yêu bản thân mình. Bởi vì chỉ có yêu bản thân mình thì mới khiến cho cả bản thân của mình cảm thấy hạnh phúc hơn. Xin chào, xin được cảm ơn Thiên Ngân rất là nhiều và cảm ơn chị Thu Trang đã truyền một nguồn cảm hứng không chỉ là dành riêng cho các cô gái mà chúng ta còn lan tỏa hơn với các anh trai để yêu thương các cô gái mình nhiều hơn nữa. Và bây giờ thì chúng ta cả chị Thu Trang cả anh Tiến Cực cùng với Hoa hậu Thiên Ngân trở về hàng ghế danh dự để chúng ta tiếp tục chương trình gần ngày hôm nay được không ạ? Bây giờ mình vỗ tay thật lớn cho anh Tiến Lược, chị Thu Trang và Hoa hậu Thiên Ngân. Dạ vâng ạ, và ngay lúc này thì em mời Thiên Ngân có thể về hàng ghế danh dự của mình để tiếp tục chương trình. Và ngay lúc này thì em cũng xin được mời diễn viên Huỳnh Phương, anh Mai Công Huy và anh Vũ Trí. Anh Vũ Trí chúng ta cùng di chuyển đến thảm đỏ để có thể chụp hình lưu niệm cùng với diễn viên Thu Trang và diễn viên Tiến Lộ. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho các vị khách mời của chúng ta. Dạ vâng ạ, ngay bây giờ thì em xin mời chúng ta hãy dành một tràng pháo tay lớn chào đón diễn viên. Dạ rồi. Dạ ngay lúc này thì chắc là em xin nhờ các anh chị nghệ sĩ, chúng ta chưa chụp hình thảm đỏ thì chúng ta có thể chụp hình thảm đỏ trước khi thảm đỏ của chúng tôi để có thể ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời cùng với Rồi, ok.
luôn một xíu ạ, em mời. Dạ. Dạ chắc là em mời anh Lục luôn ạ. Chúng ta hãy cùng chào đón xuất hiện tại thảm đỏ, đó là nghệ sĩ Trương Thế Vinh ạ. Thank you.
tôi mến hiện tại đi trên